Và ngày hôm nay chỉ có đội tuyển U19 Việt Nam thì mới làm sống lại những cái tinh thần yêu bóng đá với những cái con người dành hết nhiệt huyết của mình cho Tổ quốc. Thì tôi muốn nói rằng là cái trận đấu ngày mai được người dân người ta chờ đợi rất nhiều và người ta hy vọng rất nhiều về đội tuyển U19 quốc gia Việt Nam. Và cho đến bây giờ thì ông Thi Tuấn cũng biết rằng là ngoài sân vận động Mỹ Đình đang là một cái chảo rất là nóng rồi. Tôi nghĩ rằng là không nơi nào nóng ở trên đất nước Việt Nam bằng cái trận đấu diễn ra những ngày mai. Chính vậy là một cái kết quả được người dân chờ đợi là cái điều tất lẽ gì ngẫu nó sẽ xảy ra. Đó, chính vậy là tôi muốn hỏi ông và chia sẻ ngay những cái câu hỏi mà các bạn trẻ của cả nước gửi về cho buổi tối hôm nay. Thì trước khi anh trả lời câu hỏi của bạn thì tôi có thể chia sẻ một chút. Đúng như là bạn nói thì quá lâu rồi bóng đá Việt Nam mới sản sinh được một lứa cầu thủ vừa giỏi về chuyên môn mà lại được đào tạo về văn hóa và nhân cách như thế này. Và chúng ta, hàng triệu người hâm mộ Việt Nam rất kỳ vọng một lứa cầu thủ này sẽ đem lại cái niềm tin và những cái nền tảng vững chắc nhất để chúng ta có thể tự hào về một lứa cầu thủ trong sạch hoàn toàn của bóng đá Việt Nam để có thể vươn lên tầm châu lục và thậm chí vươn tầm thế giới. Giấc mơ World Cup sẽ đến với chúng ta trong một tương lai gần nhất. Cũng tiện thể cái lời chia sẻ của ông Thiên Tuấn thì tôi cũng chia sẻ với tất cả các bạn là vì chúng ta có một cái câu hỏi chung rất là nhiều các bạn trẻ đặt ra là không hiểu vì sao mà tự dưng là chúng ta lại thấy được rằng là từ trước đến nay đất nước Việt Nam chúng ta diễn ra hàng ngàn trận đấu, thế nhưng mà chưa có một cái trận đấu nào nó có lại hay như những cái trận đấu vừa rồi. Một lối bật tường nhỏ vô cùng ăn ý, bật tường ăn ý đến mức mà khiến khán giả cả nước, người dân hâm mộ, kể cả người dân quốc tế, người ta chợt nhớ ra một cái hình ảnh, một cái lối chơi rất là công hiến, đó là đội tuyển Brazil, một đất nước mà người ta coi bóng đá là tôn giáo. Vậy cái nguyên nhân từ đâu để có được cái đội tuyển này? Thế xin chia sẻ với các bạn một điều rất đơn giản, đó là Hoàng Anh Gia Lai đã bảo chúng tôi không biết được rằng là bỏ ra một số tiền bao nhiêu, nhưng mà đã đào tạo các cái cầu thủ này sống trong một môi trường vô cùng là nghiêm khắc và sống trong một cái lối chơi vô cùng kỷ luật từ năm 12 tuổi, và các cầu thủ đã miệt mài luyện tập và ngày hôm nay thì đã phải nói rằng là một cái sự cố gắng tuyệt vời đem đến cho người dân Việt Nam một cái cảm giác mà chưa bao giờ có trong vòng 8 năm nay. Đó. Thì chia sẻ với các bạn một chút, trở là lan man một chút, chúng ta quay trở lại chương trình với những câu hỏi chính mà các bạn trẻ gửi về cho ông Thiên Tuấn. Tôi xin hỏi ông Thiên Tuấn câu hỏi đầu tiên của bạn trẻ Văn Đức. Bạn trẻ đến từ tỉnh Cà Mau, một tỉnh rất là xa, cách xa thủ đô Hà Nội rất là xa, nhưng do điều kiện không cho phép nên bạn trẻ này không tham dự được, xem trực tiếp được cái trận đấu trực tiếp giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản. Bạn trẻ có một cái câu trả lời, có một cái câu hỏi rất tuyệt vời, đó là theo ông Thiên Tuấn thì ngày mai lối chơi của đội tuyển U Việt Nam có khác nhiều không về chiến thuật so với việc là chúng ta đá với lại U19 Myanmar, một cái lối chơi đá áp đảo và chúng ta giành chiến thắng và đối thủ phải rất là khuất phục và bái phục trước cái lối chơi chúng ta, thì ngày mai cái lối chơi của đội tuyển U19 Việt Nam có khác nhiều so với đá đội hình cũng như chiến thuật so với đá với U19 Myanmar không? Vâng, trước khi vào câu hỏi của bạn thì tôi cũng đang trong dòng cảm xúc của bạn thì tôi cũng chia sẻ một chút là đúng như là câu slogan của Bảo Đức là trông rừng đã khó, trông người càng khó hơn. Và cái lứa cầu thủ này của Hoàng Gia Lai thực sự là những cái lứa đầu tiên và những quả ngọt, trái ngọt đầu mùa mà sau một thời gian dài được chăm bẵm và đào tạo sau 7 năm với quy trình cực kỳ bài bản theo tiêu chuẩn của châu Âu đã cho ra lò một lứa cầu thủ mà chúng ta kỳ vọng biết bao nhiêu trong cái lứa cầu thủ của Việt Nam trước đến nay. Và trở lại chuyên môn của trận đấu này thì theo tôi đánh giá thì huấn luyện viên Gudrun Hansen cũng như các cộng sự trong ban huấn luyện sẽ vẫn giữ nguyên cái chiến thuật mà đội hình là 4-4-2 để đem lại chiến thắng trước Myanmar. Đội hình này thì vừa phát huy được công thủ toàn diện và vừa phát huy được tố chất và điểm mạnh của từng cầu thủ trong cái sơ đồ chiến thuật, giúp cho chúng ta có thể tấn công và biến ảo và những cái pha bật tường trung lộ và những đường chọc khe rất là nguy hiểm dành tặng cho Văn Toàn và Công Phượng, hai tiền đạo có sự nhanh nhẹn và kỹ thuật vô cùng khéo léo, đột phá và dứt điểm và đem lại cái sự bất ngờ đối với hàng thủ Nhật Bản. Bốn năm hàng thủ tổ chức rất bậc luôn, cực kỳ chắc chắn và kín kẽ, và huấn luyện viên Gudrun Hansen sẽ có những cái điều chỉnh chiến thuật hợp lý nhất để chúng ta quét sâu vào hàng thủ của đội bạn. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của ông Thiên Tuấn rất nhiều. Có lẽ rằng là người hâm mộ cả nước cũng giống như cái tâm lý chung của ông Thiên Tuấn, đang kỳ vọng vào một cái cặp bài trùng, đó là Văn Toàn và Công Phượng với một sự tỏa sáng khác thường để có thể đột phá và làm cho lưới của đội bạn nổ tung lên. Chúng ta lại tiếp tục đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 tôi cho rằng đây cũng là một câu hỏi khá thú vị của bạn trẻ đến từ Lào Cai. Bạn trẻ Thanh Tùng. Bạn trẻ Thanh Tùng đến từ Lào Cai có một câu hỏi dành cho ông Thiên Tuấn trên trường quay S10. Theo ông Thiên Tuấn thì cái tỷ số ngày mai mà được rất nhiều người dân cả nước người ta chờ đợi sẽ là cái tỷ số nó diễn ra như thế nào?
tôi rất nghẹt thở khi mà đặt cái câu hỏi này, bởi vì là đôi khi là cảm xúc và lý trí nó được đánh lộn đến nhau, nhưng mà khi vào trận đấu rồi thì chúng ta cũng biết được rằng là để mà đặt ra một thế nào đó, tôi cảm giác rất khó nói về cái điều này, thì xin mời Thiên Tuấn chia sẻ cho các bạn. Tôi hiểu tâm trạng của phóng viên Huy Nguyễn cũng như là bao nhiêu người hâm mộ Việt Nam. Và trước tiên thì cũng rất là vui khi rất là nhiều bạn trẻ từ khắp mọi miền đất nước gửi câu hỏi về cho tôi cũng như là ekip thực hiện chương trình. Và thực sự thì một câu hỏi rất là khó với những người chuyên môn như tôi và những khán giả trung lập cũng thế thôi. Dự đoán tỷ số của trận đấu bao giờ cũng rất là khó. Một trận đấu dù hay đến đâu thì bao giờ cũng phải có những bàn thắng làm gia vị tô điểm cho món ăn, một bữa tiệc thịnh soạn trên sân bóng cũng thế. Những bàn thắng làm rất là khán giả. Thì theo tôi thì trận đấu này sẽ có nhiều bàn thắng, bởi vì hai đội cũng hiểu nhau rõ rồi nên sẽ có một lối chơi mở. Và tỷ số để mà nghiêng về tình cảm cá nhân thì vẫn là cho tuyển Việt Nam. Để mà nhận xét một cách khách quan và công bằng nhất thì tôi đánh giá là thì trận đấu này sẽ khả năng sẽ có bàn thắng, sẽ phải kéo dài đến hiệp phụ. Và trong hiệp chính đội tuyển Việt Nam sẽ là những người mở tỷ số trước, và tác giả và đó người hùng có lẽ hy vọng nhất và có lẽ niềm tin được gửi gắm vào anh trọn vẹn nhất và vẫn là thủ quân của U19 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Xin cảm ơn ông Thiên Tuấn rất nhiều. Như vậy là các bạn có thể thấy được rằng là qua phần chia sẻ thì chúng ta có thể đoán được rằng là như cái sự dự đoán của ông Thiên Tuấn thì trong hai hiệp chính cả hai đội có bàn thắng nhưng mà dẫn đến cái kết quả hòa và bắt buộc chúng ta phải đá hiệp phụ. Và khi đá hiệp phụ rồi thì đội tuyển Việt Nam đã công phá vượt lên và sẽ giành bàn thắng và dinh được cúp vàng về cho đội nhà, thỏa cái lòng mong ước của hàng triệu người Việt Nam đang dành cái tình yêu mến của mình cho U19. Chúng tôi lại tiếp tục có một cái câu hỏi nhỏ nhỏ nữa trước khi chia tay với ông Thiên Tuấn trong chương trình VTV Tôi Yêu Thể Thao. Ngày mai một trận cầu đỉnh cao diễn ra giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản. Thực ra thì tôi không muốn, nếu mà được bình thường thì tôi sẽ không đặt cái câu hỏi này. Nhưng mà riêng đến với ông Thiên Tuấn thì tôi biết ông là một người rất là đặc biệt và được nhiều bạn trẻ chờ đợi. Tôi cũng muốn được rằng là cái câu hỏi này được đọc ra, bởi vì là đây là một câu mà tôi nhận được nhiều cái bức thư gửi về quá. Tôi cảm thấy rất khó khi nói ra cái câu hỏi này, nhưng mà dù sao thì tôi cũng muốn hỏi để người dân cả nước có thể biết được cái chiều hướng của nó theo cái sự dự đoán của ông Thiên Tuấn là như thế nào. Tôi rất lo lắng về cái độ bền cũng như sức khỏe của đội tuyển U19 Việt Nam trong trận đấu vào lúc 7 giờ tối ngày mai, ngày 13 tháng 9. Nếu như ông dự đoán là hai hiệp chính chúng ta sẽ có một kết quả hòa, thì vậy bước sang hiệp phụ, liệu đội tuyển U19 Việt Nam có còn dẻo dai và có thể vượt phá được và tạo nên những bước phá mà không chỉ nói về kỹ thuật mà còn cả tận dụng sức khỏe để vượt lên U19 Nhật Bản và đột phá giành huy chương vàng được không? Thực sự là một câu hỏi là cũng làm đau đầu các nhà chuyên môn và các chuyên gia. Thật sự thì đội tuyển U19 Việt Nam là một tập thể được ăn tập bài bản và trong một môi trường đào tạo rất là chuyên nghiệp, và các chế độ dinh dưỡng thì cũng được thực hiện theo một chế độ cực kỳ khắt khe và chuyên nghiệp với các chuyên gia dinh dưỡng đến từ châu Âu của đào tạo Arsenal GMG. Vậy nên tôi tin tưởng rằng với chuyên nghiệp và nền tảng thể lực được tích lũy qua từng trận đấu thì đội tuyển U19 Việt Nam cũng sẽ đủ sức để thi đấu đến phút 120 của hiệp phụ. Và nếu mà trận đấu phải giải quyết trận chấn luân lưu 11m thì với cái tinh thần và ý chí và những bản lĩnh của cầu thủ U19 Việt Nam được tôi luyện qua từng trận đấu và trong một thời gian dài thì tuyển Việt Nam cũng sẽ vượt qua Nhật Bản trong những lượt đá lần đầu định mạnh để có thể nâng cao một cúp vàng sau 120 phút và những cái lượt đấu súng định mạnh để một chiến quả ngọt ngào nhất và một phần thưởng xứng đáng nhất dành cho những nỗ lực tột cùng của các chàng trai trẻ U19 Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn ông Thiên Tuấn rất nhiều. Khi nghe ông chia sẻ xong thì tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, và cũng như tôi, hàng triệu bạn trẻ trên cả nước cũng cảm thấy rất là vui khi mà dù sao thì trận đấu chưa diễn ra nhưng các bạn trẻ cũng cảm nhận được cái niềm vui mừng trong cái cảm xúc mà cái sự dự đoán của ông Thiên Tuấn nói vừa rồi. Có lẽ rằng là cái cảm xúc của tôi thì tôi lại cảm nhận một cái điều đặc biệt như thế này. Khi xem đội tuyển U19 Việt Nam đá trước đội tuyển U19 Myanmar thì ngay sau khi về nhà thì tôi lại mường tượng ra một cái trận đấu giữa Brazil diễn ra. Một cái trận đấu giữa Brazil diễn ra đấu với Tây Ban Nha năm 1999. Và khi đó thì bình luận viên của chúng ta có một cái câu rất là hay, và ngày hôm nay tôi muốn ứng dụng cái câu này để dành tặng cho đội tuyển Việt Nam. Đó là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Brazil ngày đấy được ví như là gì? Được ví như là một cái cục vàng rất là lớn, cục vàng lớn lắm. Nhưng mà tôi ở đây tôi không ví như vậy,
mà tôi còn ví một cái cách khác, tức là người dân hâm mộ bây giờ người ta đang có một sự so sánh rất đặc biệt dành cho huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Người ta nói rằng là ông huấn luyện viên trưởng giống như một con thuyền lớn, và trên con thuyền lớn này chở rất là nhiều những loại vũ khí hạng nặng, và ở trên cái con thuyền lớn và rất nhiều vũ khí hạng nặng này lại có những cái nhân tài, có những cái kỹ thuật bắn rất là tinh xảo. Và hy vọng rằng